Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị đã quay lại kênh của em Nguyễn Văn Thí. Tiếp với cái hành trình đi review bất động sản thì hôm nay em Thí tiếp tục đi review gửi đến cho quý cô chú anh chị một căn nhà ở một vị trí khá là quen thuộc. Nếu mà quý cô chú anh chị từng theo dõi kênh của em thì biết khá rõ luôn. Đó là ở khu đô thị An Bình Tân thuộc phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay thời tiết Nha Trang này rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Trời xanh trong xanh nè. Rất là đẹp luôn. Dạ vâng, quý cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên cho em một nút đăng ký để tạo động lực cho em nhé. Hiện tại thì em đang đứng trên cái trục đường T5. Hôm nay thì em sẽ review gửi đến cho quý cô chú anh chị một cái căn nhà ở mặt tiền đường này, một cái con đường sầm uất nhất ở khu đô thị này. Cái căn nhà này thì gia chủ đang gửi bán với giá là chỉ 5 tỷ 2 thôi. Con đường này thì lòng lề là 13m nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì tỷ lệ dân cư lấp đầy thì hơn 60% rồi. Đây, con đường này T5, thông qua chỗ kia là con đường T4 đi ra đường 28. Phía đây là đường 28. Hoặc là gọi là đường Võ Văn Kiệt, kết nối giao thông từ phía nút giao thông Ngọc Hội đi qua cầu Bình Tân. Đây, hôm nay thì em sẽ review gửi đến cho quý cô chú anh chị một cái căn nhà này. Là căn nhà mới toanh luôn, gia chủ xây nhưng mà có nhà khác nên là chỉ ở một nhà thôi, nên là căn này gia chủ gửi bán. Căn nhà này với tổng diện tích là 100m², hướng là hướng tây nam, ngang là 5m và dài là 20m nha quý cô chú anh chị. Mặt tiền hậu dài ra phía sau kia. Đó, thiết kế là một trệt hai lầu. Đây, tổng quan. Bởi vì đi quay đột xuất nên là hôm nay là gia chủ bận việc, không có mở cửa đi vô trong được, nên là em sẽ đứng ở bên ngoài để nói thông tin thôi. Nếu mà quý cô chú anh chị ưng thì mình alo cho em, sẽ lên lịch để cho quý cô chú anh chị cùng đi xem thực tế ạ. Tổng quan đây. Bên đó con chó nó sủa nên em ghép bên đây. Đi vòng vòng qua đây cho quý cô chú anh chị cùng xem. Căn nhà đó thì thiết kế là một trệt hai lầu, gồm có phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 3 toilet. Nhà thì mới xây nên là mới tinh luôn nha quý cô chú anh chị. Em sẽ có một số hình ảnh lồng ghép cho trong video cho quý cô chú anh chị cùng xem ở trong để cảm nhận. Nếu mà ưng á, thì quý cô chú anh chị alo cho em, mình đi xem thực tế thôi ạ. Phía dưới này là giao nhau cái con đường T3. Ở đây thì nhà cửa thiết kế là đa số là một trệt hai lầu, ba lầu. Rất là đẹp luôn, phía trước kia là căn góc, quá là đẹp. Đây, giao nhau đường T5 với đường T3. Đây, đây mình di chuyển ra đây đường Võ Văn Kiệt chỉ vài bước chân thôi. Ở phía bên này là đường T12, lên nữa là T22. Phía trên đó thì khu có khu biệt thự. Và từ về cái đường chỗ A1 thì có cái đài truyền hình KTV. Từ đây mình di chuyển lên đó thì tầm hơn 200m. Xa hơn một tí nữa thì có đài, có đường vành đai 2 đi ra hướng sông quán trường. Ở đây thì cây cối khá là lớn rồi nha quý cô chú anh chị. Phía trước đây thì họ trồng xoài, nên là tới mùa thì có xoài để ăn, tận dụng luôn, một công đôi việc. Tổng quan xung quanh.
ở đằng trước kia là khu VCN Phước Long. Và xung quanh đây thì họ đang xây dựng công trình các kiểu nên là nó hơi ồn, cũng khá là ồn, nên là quý cô chú anh chị thông cảm cho em nhé. Ở bên cạnh đây thì họ tận dụng để các cái thùng xốp để trồng rau. Đây là cái cây đậu bắp, hành, đu đủ, vân vân, rất là nhiều luôn. Phía bên kia là những dãy nhà liền kề của khu VCN Phước Long. Bây giờ thì em cũng nói lại thông tin ở khu đô thị An Bình Tân cho những quý cô chú anh chị chưa theo dõi kênh em thì biết rõ hơn về khu đô thị An Bình Tân. Khu đô thị An Bình Tân là một trong những cái khu đô thị rất là đáng sống, quý cô chú anh chị. Thứ nhất là khí hậu trong lành mát mẻ nè, an ninh rất là chặt chẽ nè. Vệ sinh ở đây thì con đường xung quanh thì được các cô chú lao công dọn dẹp cũng rất là sạch sẽ luôn. Với tổng cái khu đô thị này với tổng diện tích là gần 72 hecta, gồm cả nhà phố liền kề, khu biệt thự, tiện ích nội khu là có công viên, trung tâm y tế, trường học các cấp, trung tâm thể thao, vân vân. Còn tiện ích ngoại khu á thì quá trời tiện ích luôn. Thì trong bán kính hơn 2 km thì có trường học các cấp, chợ, bệnh viện lớn như là Vinmec Tâm Trí, và xa hơn nữa thì có bệnh viện đa khoa Nha Trang. Cảng thì ở đây có cảng Hòn Rớ, gần cảng Hòn Rớ, chợ Bình Tân, chợ Hòn Rớ. Những cái vị trí mình có thể mua hải sản tươi sống, giá cả thì rất là rẻ luôn. Bây giờ thì trời nó hơi sầm lại một tí nên là hình ảnh nó không có được đẹp như lúc nãy, nên là quý cô chú anh chị cũng thông cảm cho em nha. Từ đây mình di chuyển đi vô sân bay thì đâu đó thì tầm 40 phút đi ô tô đi. Lên quốc lộ 1A thì tầm 8 cây, xuống ga Nha Trang thì hơn 5 phút đi xe máy. Và từ đây mình di chuyển đi xuống phía dưới biển, chỗ quảng trường 2 tháng 4 thì đâu đó thì tầm 3 km, hơn 3 km. Một vị trí rất là đáng sống nha quý cô chú anh chị. Đặc biệt là dành cho quý cô chú để dưỡng già, an cư để dưỡng già, hoặc là các anh chị mua ở đây cũng quá là tuyệt. Tại vì ở đây rất yên tĩnh, sau những ngày làm việc vất vả thì mình nghỉ ngơi quá là tiện lợi, không có bị tiếng ồn là phiền. Lân cận đây thì phía đây thì khu VCN Phước Long, phía trong kia là các cái khu đô thị như là Phước Long A, Phước Long B. Xa ngoài kia thì có khu đô thị Hà Quang, Hà Quang thì có Hà Quang 1, Hà Quang 2. Còn xa hơn phía trên cầu Quán Trường á, thì có khu đô thị Mỹ Gia. Và phía bên nút giao thông Ngọc Hội thì có khu đô thị Vĩnh Điệp Trung. Thì nói chung thì các khu đô thị đều có những cái ưu và nhược điểm riêng, và cũng khá là đáng sống. Mỗi khu đô thị thì có, tùy vào sở thích của mỗi quý cô chú anh chị thì mình chọn một cái vị trí để sống và hoặc là để đầu tư. Đây là tổng quan cái căn nhà. Sẽ trực diện cho quý cô chú anh chị cùng xem. Đây, khá là đẹp luôn. Ở bên cạnh cái này thì có nhược điểm là dính một nửa tủ điện nha quý cô chú anh chị, nửa tủ điện, nhưng mà khoảng cách cũng khá là an toàn, và đặc biệt là điện đi ngầm nên là cũng ok, tỷ lệ rủi ro thì khá thấp. Tổng quan xung quanh đây, bên này thì có một cái tòa căn hộ khá đẹp luôn. Tổng quan xung quanh trục
đường này 13 mét thông thoáng các hướng luôn. Cái căn nhà này thì theo em thấy thì rất là phù hợp để cho quý cô chú anh chị mua để đầu tư hoặc là mua để ở. Đầu tư thì mình mua để cho thuê lại, tạo dòng tiền thụ động cũng khá là ok luôn. Còn mua để ở thì khỏi phải bàn luôn, thì nhà đã hoàn thiện, hiện tại là chưa có setup nội thất nha quý cô chú anh chị. Nếu mà quý cô chú anh chị cứ ưng thì mình mua về, mình sẽ setup nội thất trang thiết bị theo cái sở thích của mình, căng trống thôi, hoàn thiện. Đặc biệt là đã có sổ rồi nhận quý cô chú anh chị, giao dịch là sổ hồng riêng, pháp lý chuẩn chỉnh, sang tên trong một nốt nhạc thôi. Nhưng mà có nhược điểm là cũng hiện tại là chưa có hoàn công. Sau này nếu mà quý cô chú anh chị mua về thì mình xin hoàn công thôi ạ. Dạ vâng, em thấy xin nhắc lại thông tin cái căn nhà đó với tổng diện tích là 100m² hướng Tây Nam. Nhà thiết kế là một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 toilet, phòng khách, phòng bếp. Giá thì chỉ 5,2 tỷ thôi. Dạ vâng, sau khi xem qua video, nếu mà quý cô chú anh chị thấy phù hợp với cái tầm tài chính để mua, để ở hoặc là đầu tư thì cứ alo cho em với số điện thoại là 0356004325 nhé. Em sẽ gửi thông tin về tư vấn cho quý cô chú anh chị. Nếu ưng thì mình lên lịch đi xem thực tế thôi ạ. Dạ vâng, hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.